Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học. Về đúng ngày vía thần tài thì có những con giáp này: song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió, càng về cuối tháng thì càng hỷ sự và như ý. Và để muốn biết được trong ngày mùng 10 ngày vía thần tài này có những con giáp nào mà gặp may mắn được hưởng song hỷ lâm môn nhất, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về đúng ngày vía thần tài có ba con giáp này được hưởng song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió, càng về cuối tháng càng như ý. Với trong ngày vía thần tài thì sự nghiệp của ba con giáp này có những dấu hiệu khởi sắc mới mẻ, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất được nhận hỷ sự trong ngày vía thần tài là con giáp người tuổi Dậu. Với tháng riêng năm Tân Sửu cũng là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài đổi vận làm đầu tháng đó. Do đó mà các khí vượng được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất đầy két, cứ thế mà giàu. Đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này. Về đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng cực kỳ tốt đẹp hơn người. Với người tuổi Dậu đang còn độc thân thì vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá phượng, và con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý cho chính mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai được hưởng lộc trong ngày vía thần tài đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với những người tuổi Ngọ sẽ được hưởng một năm tài chính viên mãn, Ngọ được quý nhân rót lộc đầy tay. Con giáp này còn nhờ vận may và tình cảm có thêm năng lượng tích cực trong công việc làm giàu của chính mình. Và năm cũ đã qua thì không phải một năm quá may mắn với người tuổi Ngọ. Tuy nhiên thì thời điểm ngày mùng 10 tháng 1 âm, con giáp này sẽ chuyển mình mạnh mẽ, họ gặp đúng thời cơ có dịp phát huy triệt để về năng lực lãnh đạo, dẫn dắt và sự sáng tạo. Với những hành động thể hiện sự xuất sắc trong công việc đều giúp cho Ngọ mang về nguồn tài lộc dồi dào, giàu gấp nhiều lần cùng kỳ này năm ngoái. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong số những con giáp được hưởng hỷ sự trong ngày vía thần tài đó là con giáp người tuổi Dần. Trong năm 2020 thì tuổi Dần là một trong số những con giáp dính họa tiểu nhân ghen ghét đố kỵ nên gặp phải không ít trở ngại và khó khăn, hầu như làm gì họ cũng khó có được kết quả như ý. Tuy nhiên thì khi bước sang năm Tân Sửu 2021 thì người tuổi Dần cho là sẽ đón nhận được một cơn mưa tài lộc không ngừng, được sao tốt chiếu rọi, họ làm gì cũng được trời Phật ủng hộ và gặp may mắn không ngừng. Trong công việc thì không những thăng hoa phát triển, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ tận tình, và cuộc sống riêng tư cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt là theo tử vi học có nói, đúng ngày mùng 10 tháng 1 âm là tuổi Dần sẽ gặp tài lộc như cá gặp nước, được tiếp xúc với nhiều cơ hội thuận lợi, từ đó sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về ba con giáp đổi đời lên hương từ rằm tháng riêng năm 2021 luôn được thần tài ghé thăm tận nhà và trao tài lộc cho những con giáp dưới đây. Về vận trình của bạn sẽ lên hương bắt đầu sau rằm tháng riêng thì tài lộc kéo về như vũ bão. Với người làm kinh doanh sẽ được
mua một lời 10. Nếu như bạn may mắn là một trong ba con giáp này thì xin chúc mừng bạn, bởi vì con số may mắn của bạn đã được thần tài bốc trúng số, và các bạn hãy chuẩn bị thêm ví để đựng tiền vào năm 2021. Đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nhé. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tuất. Trong tháng riêng là một tháng khá may mắn với người tuổi Tuất, đặc biệt là thời điểm sau rằm, gặp được quý nhân hết lòng tương trợ. Tuất càng phát huy thêm khả năng kinh doanh giỏi, ăn nói tốt, bạn ngoại giao đã khiến cho người khác phải nể phục, ấy là lập tức giới thiệu cơ hội làm ăn lớn cho bạn. Không riêng về đường tài lộc mà con giáp này còn đỏ rực tình duyên khi bước qua năm mới. Từ khi bước qua rằm tháng riêng thì người này đã nên duyên vợ chồng, sẽ có những ngày bình yên hạnh phúc. Ai vẫn đang phòng không gối chiếc thì chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân cho mình trong năm 2021 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Thân. Người tuổi Thân vô cùng chăm chỉ, hết mình với công việc, thế nên bạn luôn gặp được người tương trợ và có lòng tốt. Bao dung độ lượng, ắt có lúc sẽ gặp được người hết lòng với mình. Trong công việc của bạn thì Thân kể từ sau rằm tháng riêng bỗng dưng phất lên như diều gặp gió, do là được cấp trên trao cho cơ hội, tự nhiên nhận được nhiệm vụ thì chắc chắn phải hoàn thành tốt. Nhờ vậy mà tiền bạc của người tuổi Thân ngày càng dâng cao, khiến cho người thân trong nhà cũng cả phải cảm thấy bất ngờ bởi sự may mắn của con giáp này. Và thời điểm này bạn nên biết quý trọng và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, bởi gieo lộc sẽ gặp lộc, sự may mắn của bạn sẽ ngày càng tăng cao hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Mùi. Với những người mà cầm tinh con dê, vốn dĩ đã mang nhiều phúc đức may mắn, bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. So với những con giáp khác thì cuộc sống của Mùi thường là ít chông gai hơn, vì họ là con cưng của Thượng Đế. Và trong khoảng khắc thời gian gần đây thì con giáp này sẽ có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cho cuộc sống của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Đặc biệt sau rằm tháng riêng thì những người tuổi Mùi sẽ được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ. Và đối với những người làm kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ luôn luôn được bảo vệ nguyên vẹn, không sứt mẻ. Và dự kiến từ giờ đến cuối năm thì cuộc sống của Mùi sẽ vô cùng dư dả, càng kiếm tiền, càng có nhiều tiền, đếm mãi cũng không hết. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về tháng riêng phát lộc với những con giáp may mắn ngập nhà, giàu sang tột đỉnh, khó ai sánh bằng. Về tháng riêng là tháng đầu của năm mới, tháng phát tài, và xin chúc mừng những con giáp may mắn làm ăn vượng phát, chỉ cần rung đùi hốt bạc khiến ai ai cũng phải hờn ghen. Và trong tháng riêng này thì những con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, làm ăn vượng phát, chỉ việc rung đùi hốt bạc khiến cho ai ai cũng phải hờn ghen. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Thìn. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trong tháng riêng năm Tân Sửu 2021 là thời điểm vàng đối với người tuổi Thìn, và với sự nỗ lực hết mình nên họ sẽ có cuộc sống theo lộ trình như là mong muốn. Vì vậy người tuổi Thìn sẽ có thể cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền văn hóa và tăng phát triển trong tương lai tốt đẹp hơn cho mình. Đặc biệt là lưu ý người tuổi Thìn cũng cần phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người để tăng thêm hòa khí với bạn bè và đồng nghiệp. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Thần tài gõ cửa, quý nhân nâng đỡ, nên Mão sẽ có một tử vi và thời gian tài lộc vây quanh, tiền của ập vào nhà tới tấp, chỉ cần chí thú làm ăn,
kiên định với mục tiêu đã đề ra thì Mão chắc chắn sẽ uống no lộc trời, giàu sang vô đối. Song hỷ lâm môn cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Càng về cuối tuần thì càng như ý, cát tường nên Mão chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo và gạo tiền trong năm 2021 này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.